The Old Quy Hồ không chỉ gây ấn tượng bởi những cung đường đèo hiểm trở với những góc cua tay áo tranh vênh giữa vực sâu và vách núi cao dựng đứng ở phía hai bên, mà còn thu hút với cổng trời, địa điểm tuyệt đẹp để săn mây và chụp ảnh sống ảo. Hôm nay thì Blog Travel Việt sẽ review chi tiết cho bạn về đèo Old Quy Hồ, một trong tứ đại đèo vùng Tây Bắc nha. Một, đèo Old Quy Hồ ở đâu? Đèo Old Quy Hồ Lai Châu cách Sapa, Lào Cai khoảng 17 km. Đèo nằm trên tuyến quốc lộ 4D cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn. Đèo Old Quy Hồ nối liền hai tỉnh là Lào Cai và Lai Châu, với đỉnh đèo cũng chính là ranh giới giữa hai tỉnh. Đèo Old Quy Hồ hay còn gọi là đèo Old Quy Hồ hay là đèo Hoàng Liên Sơn là một trong số những cung đường kéo dài, hiểm trở và hùng vĩ, cao bậc nhất ở miền núi phía Bắc của Việt Nam. Nói thêm về cái tên đèo Old Quy Hồ, để giải thích về cái tên Old Quy Hồ này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một truyền thuyết được lưu truyền ở địa phương từ đã rất lâu đời. Tương truyền ở vùng núi này thì trước hay là hiện diện một loài chim có tiếng kêu da diết, gắn với huyền thoại về câu chuyện tình yêu không thành của một đôi trai gái. Đèo chính là nơi gặp gỡ của một nàng tiên trời và chàng tiểu phu tên là Old Quy Hồ. Truyền thuyết kể rằng do không lấy được nhau và vì nhớ người yêu mà nàng tiên hóa thành loài chim lông vàng bay quanh đỉnh núi kêu ba tiếng Old Quy Hồ, da diết khôn nguôi. Chính vì thế mà con đèo này có tên là đèo Old Quy Hồ. Ngoài ra thì đèo Old Quy Hồ còn được biết tới với cái tên vô cùng thơ mộng là đèo mây. Do đèo nằm ở độ cao gần 2.000m so với mực nước biển, quanh năm bốn bề mây bao phủ. Chính vì vậy mà ở trên, Blog Travel Việt mới nói đèo Old Quy Hồ là địa điểm săn mây cực kỳ nổi tiếng và được lòng giới trẻ. Vào những buổi chiều, khi bạn hoàn thành hành trình chinh phục đèo Old Quy Hồ và trên đường trở lại thị trấn Sapa, thì bạn sẽ thấy mây trắng kéo đến phủ đầy thung lũng mường hoa. Đèo Old Quy Hồ cùng với đèo Mã Pì Lèng, đèo Pha Đin và đèo Khao Phạ là tứ đại đèo của vùng Tây Bắc. Ngoài danh hiệu trên, thì đèo Old Quy Hồ còn được biết tới như con đèo dài nhất và cao nhất ở Việt Nam, với độ cao gần 2.000m. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam năm 2013 đã trao cho đèo Old Quy Hồ danh hiệu đèo dài nhất ở Việt Nam với chiều dài gần 50 km. 2. Hướng dẫn đường đi tới đèo Old Quy Hồ. Thường thì Blog Travel Việt thấy nhiều bạn đi du lịch Sapa hay là tranh thủ đi đèo Old Quy Hồ, nên Blog Travel Việt sẽ giới thiệu cho các bạn đường đi đèo Old Quy Hồ từ thị trấn Sapa nha. Từ trung tâm thị trấn Sapa, bạn sẽ phải di chuyển một quãng đường dài tầm 12 km qua thác Bạc, đi qua cổng vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn, tiếp đó là lên đến điểm kiểm lâm Trạm Tôn và chỉ cần đi thêm vài km nữa là đến đỉnh đèo Old Quy Hồ. Nếu lấy điểm xuất phát là tại thị trấn Sapa và điểm dừng chân là đỉnh đèo thì khoảng cách ước chừng là 15 km. Nghe đoạn đường xa là thế, nhưng nếu bạn đi ô tô từ Sapa thì chỉ mất khoảng 15 phút mà thôi. Nếu bạn đi đèo Old Quy Hồ bằng taxi thì chi phí quãng đường khoảng 200.000. Đặc biệt là trên đường đi đèo Old Quy Hồ, bạn sẽ đi qua rất nhiều địa điểm du lịch đẹp của Sapa như là thác Bạc, thác Tình Yêu. Nếu có thời gian thì hãy dừng chân nghỉ lấy sức trước khi tiếp tục chinh phục đường đèo và tranh thủ chụp vài pô ảnh sống ảo bên những ngọn thác tùng bỏ trắng xóa, mát lạnh đến tê người ở Sapa này nha. Ngoài ra, trên đường di chuyển từ thị trấn Sapa lên cổng trời thì bạn sẽ đi ngang qua một số địa điểm du lịch Sapa sống ảo, lên hình đẹp lung linh như là vườn hoa Hơ Mông, homestay Cối Say. Đừng quên ghé thăm và khám phá những địa điểm check-in thú vị này nha. Lưu ý là đường đi lên đèo Old Quy Hồ có nhiều khúc cua nguy hiểm. Vì thế, nếu bạn nào có ý định vượt đoạn này bằng xe máy thì phải hết sức cẩn thận và tay lái phải thật cứng nha. Mấy bạn nữ có gấu thì phải để người yêu đèo nha, vì đường đèo có nhiều khúc cua, nhiều đoạn dốc nên con gái thường bị run tay. 4. Nên đi vượt đèo Old Quy Hồ vào mùa nào trong năm? Câu trả lời là bạn muốn đến săn mây trên đỉnh đèo Old Quy Hồ vào mùa nào trong năm cũng được. Vào mùa đông thì có băng tuyết, đèo ở Old Quy Hồ mang một vẻ đẹp cô liêu, đất trời bảng lảng trong tuyết trắng. Còn mùa hạ thì đèo Old Quy Hồ thường có mây bao phủ bồng bềnh, tạo nên sức hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, là chốn săn mây lý tưởng với các bạn trẻ mê sống ảo. Hay như đi du lịch Sapa vào mùa thu và lượn qua đèo Old Quy Hồ, bạn sẽ thấy những thửa ruộng bậc thang xanh mướt nay đang ngả sang màu vàng của lúa chín, ngắm nhìn cả thung lũng khoác lên màu vàng rực như một biển vàng vậy. Mùa xuân đến thì khắp núi rừng xanh biếc bao la lại điểm xuyết thêm sắc hồng rực rỡ của hoa đào, sắc trắng tinh khôi của hoa mai, hoa mận, hoa lê. Quả là đi đèo Old Quy Hồ vào mùa nào cũng đẹp phải không nào?
Mùa nào thì bạn cũng sẽ có được những bức ảnh check-in đẹp thần sầu cả. Một điều thú vị tại địa điểm du lịch Sapa nổi tiếng này là cùng một con đèo nhưng thời tiết trên đèo Okiho. Mặt ở bên phía Lào Cai và mặt ở bên Lai Châu lại rất khác. Bên phía Lào Cai thì mù sương, bên phía Lai Châu thì nắng ấm. Nên bạn muốn chụp ảnh đèo trong sương hay là dưới nắng chói chang rực rỡ thì đều được cả. 5. Những điểm dừng chân ngắm cảnh, chụp ảnh sống ảo trên đèo Okiho. Nếu bạn thắc mắc là tại sao trong phần hướng dẫn đường đi, Blog Travel Việt cứ chỉ bạn cách đi tới đỉnh Okiho, thì bây giờ Blog Travel Việt xin được giải đáp đây. Lý do rất dễ hiểu thôi, vì đỉnh đèo Okiho là nơi cho view cao nhất, đẹp nhất, toàn cảnh thung lũng Sapa và cũng là địa điểm lý tưởng để các bạn săn mây, chụp ảnh sống ảo. Từ đỉnh đèo Sapa nổi tiếng này, trong ngày đẹp trời thì bạn sẽ có cơ hội ngắm toàn cảnh con đường ô tô vượt đèo chạy qua rừng núi hùng vĩ để sang được Bình Lư hay về Sapa. Gặp hôm trời nắng đẹp, từ đỉnh đèo Okiho bạn còn được ngắm nhìn về kiêu hùng của đỉnh núi Phan Xipang, nóc nhà của Đông Dương từ hướng Lai Châu. Ngoài ra thì tại địa điểm du lịch Sapa nổi tiếng này còn có nhiều địa điểm check-in sống ảo cực chất như sau. 1. Là cổng trời Okiho. Sở dĩ đèo Okiho thường được ví như cổng trời bởi phong cảnh đẹp và vẻ đẹp đó lộng lẫy không khác nào cánh cổng lên trời. Cổng trời Okiho chính là đỉnh đèo với điểm dừng chân có dựng lan can gỗ ở bên mép vực, treo thêm phong lan rừng để tô điểm. Đứng ở đây thì bạn có thể phóng tầm mắt bao quát cả một vùng rộng lớn, khung cảnh ngoạn mục với biển mây trắng bồng bềnh trên những dãy núi nhấp nhô trùng điệp, phủ xanh những thảm rừng nguyên sinh. Phía dưới là những thung lũng xanh rì, thấp thoáng bản làng mộc mạc và cung đèo Okiho hiện ra thật mềm mại như một dải lụa trắng uốn mình qua những vách núi hùng vĩ. Hơn nữa, nếu nán lại vào buổi chiều tà thì bạn còn được chiêm ngưỡng hoàng hôn nhuộm thẫm không gian bằng những gam màu huyền hoặc. À mà tới địa điểm du lịch Sapa này thì Blog Travel Việt xin lưu ý với bạn là khá nhiều người thường lầm tưởng rằng cổng trời nằm trên núi Hàm Rồng với cổng trời Okiho đi tới Sapa. Thực ra ở Sapa có hai cổng trời, một là trên núi Hàm Rồng nằm gần ngay thị trấn Sapa, thứ hai là cổng trời còn lại chính là đỉnh đèo Okiho mà chúng ta đang nhắc đến. Dưới chân đèo về phía Sapa là thác Bạc, một trong 10 thác nước đẹp nhất ở Lào Cai, luôn được giới trẻ tìm đến để khám phá. Vẻ đẹp của đường đèo Okiho từ lâu đã thu hút rất đông du khách quốc tế tới để chiêm ngưỡng và nơi đây cũng là nguồn cảm xúc sáng tạo của nhiều nhà văn, nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như là Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Xuân Quỳnh, Nguyễn Thành Long, Võ An Ninh, Vĩnh Cát, Ma Văn Kháng, Lò Ngân Sủn. Trước kia thì tại đèo Okiho có rất nhiều quán cà phê ăn uống ven đường, vừa là điểm để các bạn dừng chân nghỉ ngơi, nhâm nhi ly cà phê, tranh thủ ngắm cảnh và chụp ảnh sống ảo. Đây cũng chính là nơi săn mây lý tưởng dành cho các bạn trẻ, vừa thưởng thức cà phê, vừa ngắm những đám mây trắng bồng bềnh trôi qua. Nhưng từ ngày 31 tháng 7 vừa qua thì tổ hợp các quán cà phê ăn uống này đã bị tháo dỡ. Khoảng 2-3 năm về trước, trên đèo chỉ có khoảng 3-4 quán, làm hoàn toàn bằng gỗ, nhìn rất Tây Bắc. Tuy nhiên 2 năm trở lại đây thì du khách đến Sapa ngày càng đông, vây lan người người, nhà nhà, không ai bảo ai, đua nhau dựng cọc thép, sàn gỗ, xây dựng hàng loạt quán tròi mới. Đếm sơ sơ trên đèo có khoảng gần 30 quán với đủ các thể loại phong cách, lô nhô, xấu đẹp khác nhau. Từ đó mà nảy sinh ra nhiều vấn đề khiến chính quyền không thể làm ngơ, đặc biệt là vấn đề an toàn giao thông, an toàn cho du khách ngắm cảnh, vì những hàng quán này được dựng rất chênh vênh, treo leo trên sườn đèo. Tuy thông tin về tổ hợp quán cà phê tại đèo Okiho bị dẹp bỏ gây tiếc nuối rất nhiều trong lòng các bạn trẻ, vì từ bây giờ đã mất đi một địa chỉ để săn mây trên đèo Okiho rồi, nhưng an toàn vẫn là trên hết, phải không nào? 2. Cầu kính Okiho. Theo Blog Travel Việt được biết thì một khu cầu kính rất lớn đang được xây dựng tại khu vực đèo Okiho. Khu cầu kính này thuộc khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Rồng Mây ở độ cao trên 1.000m ngay tại gần đỉnh đèo Okiho. Dự kiến khi hoàn thành rất có thể, cầu kính Okiho sẽ trở thành cây cầu kính cao và dài nhất nhì Đông Nam Á với sức chứa được hơn 3.000 người một lúc. Dự kiến cây cầu kính này sẽ vươn ra ngoài vách núi, có độ dài 60m và cao 500m, làm hoàn toàn bằng kính trong suốt. Cùng với đó thì du khách còn có cơ hội tham quan và trải nghiệm hệ thống thang mây ngoài trời cao 300m. Nằm trong khu du lịch Rồng Mây còn có rất nhiều trò chơi khác như là nhảy bungee, zip line, dù lượn. 6. Lên đèo Okiho thì ăn gì? Một phần không thể thiếu khi bạn đi du lịch Sapa nói chung hay là chinh phục đèo Okiho nói riêng là bạn đừng quên khám phá nét ẩm thực độc đáo ở nơi đây nha. Không chỉ nổi tiếng bởi những cảnh đẹp hút hồn mà những món ăn tại địa điểm du lịch Sapa này cũng làm say lòng thực khách bốn phương.
Trên đường phượt cung đèo này thì du khách du lịch Sapa có thể dừng chân nghỉ ngơi tại các quán ăn để thưởng thức rất nhiều món ăn dân dã, là những đặc sản của vùng Tây Bắc như là thịt trâu gác bếp. Nói nhỏ chút là món này hơi đắt một tí nhưng mà cực ngon. Thịt heo cắp nách, gà đồi, bắp nướng, khoai nướng. Ngoài ra thì ở Sapa còn có một số loài rau đặc sản như là su su, cải meo. Khi bạn đổ đèo Okiho cũng có thể nhìn thấy dưới thung lũng rất nhiều hộ gia đình người dân tộc trồng bạt ngàn su su đấy. Những dàn su su xanh mướt, leo kín, rợp cả một vùng trời luôn. Những loại rau này của bà con dân tộc trồng và chăm bón, hoàn toàn không có thuốc trừ sâu nên cực kỳ mát lành, ngon và sạch luôn. Đặc biệt là món ăn mà bạn nhất định phải nếm thử là món cơm lam ăn với thịt xiên nướng. Bên cạnh đó bạn ăn cùng với trứng gà nướng cũng là nhất luôn. Vừa thưởng thức đồ ăn vừa chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi này, phóng tầm mắt ra xa là bạn thấy núi Fansipan hùng vĩ, ngọn thác bạc thơ mộng, những thửa ruộng bậc thang xinh đẹp. Cảm giác hít hà suýt xoa vì lạnh, nơi đèo cao rồi lại được ngồi bên bếp lửa ấm nhâm nhi tách trà nóng hay là ăn củ khoai, gặp bắp ngô nóng thì còn gì thích hơn bạn nhỉ? Bên cạnh đó, những sạp hàng của bà con dân tộc dọc đèo Okiho cũng bán rất nhiều sản vật địa phương như là khăn, váy, vòng tay, vòng chân, đồ bạc non, nông cụ lao động, nông sản, nấm, lá thuốc để du khách mua về làm quà. 7. Những điều lưu ý khi đi phượt đèo Okiho. 1. Do vị trí cổng trời đèo Okiho nằm trên đường quốc lộ, các phương tiện vẫn di chuyển qua lại, đặc biệt là xe container, xe khách, xe máy. Thêm vào đó là địa hình đường đèo một bên là vực thẳm, một bên là vách núi dựng đứng, nên bạn cần hết sức cẩn thận khi đỗ xe và chụp ảnh tại đây. Bạn cần đỗ xe gọn gàng, quan sát kỹ, đồng thời không đùa nghịch, chạy ra rìa đường sẽ rất nguy hiểm. Thứ hai, khi chạy xe máy lên đỉnh Okiho thì bạn nên đi chậm rãi, tránh xa phía tay phải, bởi xe ô tô du lịch và xe buýt thỉnh thoảng sẽ đi vòng qua những khúc cua gấp. Thứ ba, vì đèo Okiho ở độ cao hơn 2.000m so với mặt nước biển, nên thời tiết rất là lạnh và lộng gió. Các bạn nên chuẩn bị sẵn trang phục ấm áp, nhớ mang theo găng tay, mũ và khăn quàng cổ nha. Như vậy là Blog Travel Việt đã review cho bạn cực kỳ chi tiết về đèo Okiho, một trong 4 đại đèo vùng Tây Bắc rồi. Khi bạn đi du lịch Sapa, đặc biệt là đi các tour du lịch Sapa 2 ngày 1 đêm hoặc là tour du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm, hãy nhớ dành chút thời gian để đi săn mây tại đèo Okiho nha. Hiện nay thì Blog Travel Việt được biết nhiều công ty du lịch đã khai thác các tour du lịch Sapa trọn gói, bao gồm các điểm đến như là đỉnh Fansipan, núi Hàm Rồng, thác bạc, thác tình yêu, đèo Okiho rồi. Vô cùng thuận tiện cho các bạn khám phá bằng hết các danh lam thắng cảnh ở Sapa. Chúc các bạn luôn vững vàng tay lái nếu tự đi phượt bằng xe máy, ô tô và có những bức ảnh check-in thật đẹp ở đèo Okiho nha. Đến đây thì video của chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.